The Summoner's Rift. Cướp kìa, nhau chi chóe này kìa. Tham nữa, rồi chết luôn, gì có mạng luôn. Rồi, AC nó có mạng luôn, AD mất hết bao luôn. Mình đã thề mà mấy ông qua cướp như thật. Chơi gì thấy boss hơi bị nát rồi đấy. Lát vừa vô tôi thấy lát rồi đó. Thôi xuống ăn boss đi. Như là boss hết bèo. Chỉ nó gần boss, chỉ nó biết boss nghe nó gần. Thế thua. Oh, chịu. Nó thấy à? Đi farm đi cái quần què. Móc bây giờ. Thôi. Cứ bãi này vậy. Phụ năng luôn rồi. Rồi thọt luôn. Em gan boss quá thọt luôn. Này, đây có bãi này cũng được. Tạm cái bãi này cũng được, thôi là thọt. Tóc bên lát rồi hả? Ok, có chuối nè. Chuối về. An enemy has been slain. An ally has been slain. Đi về luôn mới ghê. Mày đi về đi. Ông tiện đường lên vét. À, nó biết boss. Nó biết boss hết bèo nó lợi dụng. Nó cam kinh quá.
lắc liên tục, lắc không ngừng nghỉ. Rồi đủ tia mát, đủ tia mát nhanh. Ôi, mẹ mua đồ con không mua được. Lắc hoài ta, tao mua đồ không được. Này, mình đi mình câu beo. Gì vậy? Lắc liên tục khó chịu VL. Xem chim mấy ông không thấy gì chứ, thì chứ bọn tôi chơi ức chế VL luôn, chơi mắc ức chế mẹ gì. Cô này lát nó cũng đỡ. Ê, lát rồi kìa. Rồi, boss được cam rồi. Nãy giờ mà không xanh nó đi. Gì thì nó biết bot mà mất bèo xuống nó lợi dụng nó ganh xanh thôi. Vừa vô qua đêm hồ báo hết sạch bèo luôn. À, gì nè, nên ta cáo tơ cho một cái là xong luôn. The joke's on you. Xíu nên ta cáo tơ ganh ra đi ra sau luôn mày luôn ra sau lưng mày luôn.
về mít. An enemy has been slain. This will be fun. Con chậu không? Tính để e cái thôi. Mà ăn chậu đầu luôn đi. Để cướp rừng nữa. Vậy để nó ra giết tiếp, nó đang rùng lửa rồi. Nó đang rùng lửa cho tăng sứ giả. Ăn sớm mua được không ta? Giết không cho mà làm cái gì được. Chết luôn, đi nó vét xanh luôn. Giật con gái lát, chết luôn. Mẹ giật con gái thôi. Tao bật cái ra. Con ra mới yên luôn. Ê cái gì vậy? Cái này liên tục, lát liên tục. An ally has been slain. Jokes on you. Your team has destroyed a turret. Qua đó
cái cục nổ kìa. Sao không đánh cục nổ? Đánh cục nổ được rồi. Mình đánh cục nổ là đẹp rồi. Mạng gì nó lợi dụng cái gan boss nó xanh quá à. Ông AD vừa vô ông ẩu á, mất hết bell thằng gì nó thấy nó ra số nó không bị sẽ tiền được nha. Dí lên gì đây, rìu đạn bắn xà hay bú băng này. Tao nghĩ là rìu đạn bắn xà đấy. Lắc quá. Tao ăn cho. Cái này tao ăn, tao bắt được. Tao bắt nó xịt ra thì mày khỏi vô. Rồng lên tim mà ăn rồng, ăn rồng. Ô lát rồi, lát rồi, lát rồi. Rồi luôn. Cái đẹp. Trời ơi. Tao ăn cái ulti con AC chết queo luôn. Đừng gì nó chém tao chết tại chỗ luôn. Rồi từ AC nó bắn cái W ăn luôn rụng nước. Cái đạch xui thì thôi. Nó xui mà nó nhỏ. Xui mà nó nhỏ. Ok. Vãi đái. Vừa mới hiện hình lên ăn nguyên cái ulti của AC. Nào ai muốn thế. Thôi đừng hỏi. Ăn bó mình thọt nhưng mà được cam lại cũng được. Ơ lát kìa. Chuối không kìa. Má thiệt chứ bất sai không đánh được AD nào một cái luôn. Bot sai không đánh không sọt được AD này cái. Nãy giờ không đi cướp rừng được mấy cây nè. Cái cây nhất của mình là không đi cướp rừng nữa nè. Đi đánh liên tục. À, chế AD này. Này. Đánh được mà sao nó không ward ta. Tự nhiên thọt luôn. Cái này còn cái này gì đâu. Bắt cái này. Sợ nhìn cái xua chứ. Ôi con Sako này lên gì này không được rồi. Đối với tập đấm. Cái gì này yếu quá. Here
lát mất lượng hết. Ôi dễ 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 quá, nó phát gì á, lắc hoài ta, lắc lên tù tì, lắc không ngừng nghỉ luôn á. Hôm nay gắt lắc cấp 3 lần hôm qua, ngày mai mà nó lắc mày đó. Phục tiêu cho cái cướp rừng kìa. Ê, từ 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 từ. Xém chết tao luôn kìa. Tao chết. What the fuck lag kìa. Tao không, tao lại tao sợ tao cái xuồng cái cũng chết rồi, đi là được rồi. What the fuck, hai thằng lag cùng lúc luôn. Trời ơi nó đen. Như cái quần. Như cái cục xịt thiệt chứ. Cú ba la. What the fuck? Your turret has been destroyed. Điên thiệt chứ. Mẹ ơi là mẹ. Mình mất cái đam phép này, cái phép ta. Đầy chiêu phá.
phá e của cái e Yasuo này. Mẹ quên nữa. Quên để ý mình mất cái giáp thép. À, đủ xanh là thằng AC một tầng. Giờ đủ xanh rồi đó. Một sọc thằng AC lên đường. Nhập ngủ. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Team mình đi về, team còn nguyên mà ăn cái gì? Ôi lát kìa. Lát sản mà mất cái Baron luôn bây giờ. Tao là chụp mất Baron mà không biết à? Rồi được luôn, kỳ à. Rồi chỉ được AC là không ăn được rồi. Nhưng AC sao nó ăn được. Vậy đi. Với AC cho nó khỏi ăn thôi. Tao bị giật cái tao không ulti được luôn kìa. Tao sọc chết luôn AC tao ulti, đáng lý tao sọc cái tao ulti luôn nữa. Sọc E là ulti liền, sao tự nhiên tao không ulti được luôn. Ok vậy cũng được đi, giết được AC rồi. Giờ là sọc kích cụ này nè. Đó, còn cái chát trời ơi. Đồ nó như đó mà dám lát lên, đặt cái chát. Cũng kinh đấy. Ôi chết luôn vậy, chết luôn. Đéo còn cái gì để nói được cái đồ lát của cái. Nữa giờ đó nữa lắc mà đây mình bắt được rồi, tiếp tục nó rồi này, vui luôn, vui sẵn luôn, vui luôn. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy 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 mẹ ăn được đẩy ngon hơn. Sao Ori nó không phụ. Hùng que ức chế không, nãy giờ mấy pha, không phải một pha đâu, pha trên top rồi đó, pha trên top pha, giờ pha này pha mấy ông hiểu có điên không, cuối game thử một pha cái ra xong chết không, nát tim không biết liền bà mở nó bực mình thiệt chứ. Ôi trời, cái gì ông bảo không có hai đường truyền mà không có nhiều nhưng mà móc ở dưới nó cắm những cái modem vịt theo. Ori nó xoáy đẹp đừng quá nè, bút gần thi nó xoáy đẹp đừng quá lần này rớt mạng nó qua tới đó, cái tình hình rớt mạng kiểu này chơi cái gì. Chơi qua tới nó có mạng ngoại đó. Nó có lag chỗ này cỡ gì mà tôi không đánh. Mẹ. Tự nhiên đứng trước mà, tự nhiên đứng trước AC tôi chết queo luôn. Chết một cách nhẩm xích. Đâu thể tin được.
Rồi, nó ra nó ulti tao nó bắt tao rồi. Rồi sao không mất hai lan? Thì thôi, rồi thua cái bát ở nhà kìa. Dí, dí, cho cố vô rồi dí. Ace nó bắt ulti rồi, rồi chết luôn đó, cái tội. Ulti, câu được ulti của Ace, câu được khác, câu khác kiểu. Rồi Sako chi à, để thua rồi. Rồi Sako chi rồi thua. Ulti Sako lên mới ghê. Đi mất ulti, AC mất ulti, Sako trong thua luôn. Má cái mạng tôi đánh tốt kìa.